một tháng em ra được hai lần. Tháng hai lần thì em hơi ít chị, tháng hai lần là ít rồi. Thì em muốn một tháng mấy lần? Tuần lần. Tuần lần được không? Tuần lần là có đi tháng 4 lần. Dạ, thí dụ như mà một tháng hai lần mà một lần hai ngày được không chị? Cái người chơi thấy sẽ tiếc chút sức khỏe là không được. Tiếc chút không, không có nhà. Thấy không được. Đúng rồi, không có nhiệt tình lắm. Đúng rồi, mới nhiệt tình quá mà. Mới quen thì chơi không kịp. Tình cũ á, em cũng cũng buồn nhiều. Với lại em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Hả? Đi về, đi về. Đi về. Mời bạn trai. Chào bạn, bạn dạ. Tên gì giới thiệu luôn. Em tên là Bùi Hòa Bình. Năm nay là em vừa mới bước qua tuổi băm rồi. Em làm về kinh doanh. Dạ. Rồi, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Tài quá trời các bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn cùng chơi. Dạ, em là Trần Minh Nguyệt, 25 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy tiếng Anh với dạy nhạc. Dạy tiếng Anh và dạy nhạc. Trẻ dạ. Đâu em? Ở Vũng Tàu. Ủa mà em dạy ở Vũng Tàu hả? Dạ. Là hiện giờ em ở Vũng Tàu luôn. Em ở Vũng Tàu luôn ạ. À, là hôm nay lên đây để tham gia chương trình thôi hả? Dạ đúng rồi. À, ủa anh kia quê ở đâu nãy nghe chưa rõ. Dạ dạ em sống ở Sài Gòn chị ơi, thành ra là đi cũng gần. Nhưng nếu giờ ba quen bạn gái ở Vũng Tàu thì tháng ra mấy lần? Chắc một tháng em ra được hai lần. Đúng rồi. Tháng hai lần thì em thấy hơi ít chị, tháng có hai lần là ít rồi. Ý em muốn một tháng mấy lần? Tuần lần. Tuần lần được không? Tuần lần là coi như tháng bốn lần. Dạ thí dụ như mà một tháng hai lần mà một lần hai ngày được không chị? Người chơi thấy tiếc chút sức khỏe là không? Rồi. Tiếc chút công sức. Không có nhà. Thấy không đúng, được. Đúng rồi, không có nhiệt tình lắm. Đúng rồi. Mà nhiệt tình quá mà. Mới quen thì chơi không nhiệt tình rồi. Ta bận công việc bên đây là làm giám đốc phát triển thị trường đúng không? Dạ vâng, em hiện đang làm về thang máy. Bạn làm nghề thang máy, bạn làm giám đốc phát triển thị trường, bạn đi suốt như vậy. Dạ. Đúng là không có thời gian quen bạn gái rồi. Dạ. Không lẽ mình không có chừa một cái khoảng không gian nào cho bạn gái hay sao? Em từ sau khi cái mối tình cũ á, em cũng cũng buồn nhiều. Với lại em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Hả? Cô đi về em, đi về. Đi về. Vẫn còn yêu bạn kia. Không anh. Sao bạn nói mà vẫn mong quay trở lại? Dạ tức là trong một cái khoảng thời gian đó thì nó cũng buồn cũng lâu lắm. Nhưng mà một ngày á mình nhận ra là tại sao mình cứ phải buồn hoài à? Đúng cuộc rồi, sống của mình cuộc sống của mình có 60 năm trời à? À thôi đừng có nói chuyện cũ buồn nữa, bên đây ta muốn đi về rồi đấy nè. Không, 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 không. Dạ có chứ anh nghe bài Khi Người Đàn Ông Khóc chưa? Nè bây giờ bạn này rất là tình cảm. Nói nữa là bên đây cổ đi về đó nha, nóng lắm rồi đó nha, giận rồi đó. Giờ nè em nói những cái điểm mạnh của em cho anh nghe coi. Dạ thật ra em tới đây giống như là em muốn trình bày hết những cái tư tưởng tình cảm của mình để mà mình chọn cái người phù hợp. Thì em nói hết lèo thôi, khuyết điểm thì em có nhiều lắm. Thứ nhất em là một người rất là thẳng thắn. Thứ hai em hơi nóng tính. Em nghĩ khuyết điểm cũng hơi bự đó chị. Hơi nguyên tắc, có nghĩa là một vài lần gặp em thì em sẽ rất là nguyên tắc, có gần. Nhưng mà thân rồi thì cũng vui lắm, không có gì đâu. Với lại hơi có cảm xúc mạnh á. Có nghĩa là mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình cũng phải dồn hết vào mình nói, mình làm ngay lúc đó đó. Có nghĩa là con người mình có tư chất nghệ sĩ. Đúng rồi đó chị. Cho nên là mình làm việc theo cảm xúc. Thế là bây giờ là thích nhau. Mà nói vài câu quê là họ thích thích thích. Có nghĩa là cảm xúc hơi tuột rồi đó. Nãy giờ là tuột tới rồi. Đây là tuột rồi. Bởi chị biết em tuột mà chị đang ráng bơm đúng em lên. Nói gì cho nó hết tuột ơi, nói gì cho nó hết tuột ơi. Em hơi lạ đó là em học luật, em tốt nghiệp đại học luật. Em có một thời gian qua Úc học một năm rồi. Em về đây hồi đầu năm em cũng đi làm rồi. Nhưng mà bức bách quá, thế là em bây giờ chỉ có đi dạy tiếng Anh và đi dạy nhạc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có một số ưu điểm như sau. Đó là em thích chăm sóc nhà cửa. Em rất thích nấu ăn. Ước mơ lớn nhất của cả đời em là có một cái khu vườn nhỏ của mình. Đại khái là phát triển mô hình vườn rau sạch. Vườn rau sạch? Dạ, làm nông dân đại khái vậy đó chị. Và hôm nay em đến đây là em khát khao gặp người đàn ông như thế nào? Cũng không cần giống em lắm đâu. Vậy em thấy em cũng hơi lạ đó. Cho nên là chỉ cần hiểu thôi. Với lại vun đắp trồng làm một khu vườn cho em. Có khao khát không? Dạ thì những cái sở thích với lại những cái tính cách của bạn đó thì giống y chang em luôn. Cái mong ước của em cũng là trồng rau sạch luôn. Thật ra mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá. Mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống. Hoặc là em về mình biển gì đó em sống và em sẽ trồng rau, nuôi cá, nuôi bò vậy đó. Cũng cùng sở thích ha. Dạ. Khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn kia biết luôn. Nhanh đi để bạn tụt cảm xúc á. Ưu điểm là em rất là vui tính, em hài hước. Và em nói chuyện thì nó dễ gần. Dễ gần, nó mới lên câu đầu tiên là thấy là dễ quê rồi chứ dễ gần.
Dạ, tại vì em muốn chia sẻ cái thật của em nó đang là như vậy. Tức là trong quá khứ thì... Bỏ hoàn quá khứ đi, bỏ. Mình phải sống tới cái vườn rau sạch phía trước. Dạ. Thì cái yếu điểm của em á, thứ nhất á là em ngủ ngáy. Và cái này là... Tụt nữa. Sao tụt hết khuyết điểm mà nói ra. Và cái thứ hai là em có một cái mùi hôi cơ thể. Dạ, thành ra là có gì đâu. Ngoài những cái phần đó thì nhưng mà bù lại cái chuyện mà mùi hôi á thì em hay tắm lắm. Thành ra một ngày em tắm cũng 2 lần. Tôi không hôi mà ngày tôi cũng tắm 5 lần. Dạ. Và dạ, chị ngửi thấy mùi gì không chị? Nó thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Mùi cơ thể tôi không phải mùi hôi. Dạ. Cái đó người ta giấu đi, ai đâu mà lên mà phủ ầm vô người ta vậy. Người ta một cái người nghệ sĩ mong manh ngồi bên kia kìa. Dạ. Tên gì mà quốc nãy giờ người ta tụt cảm xúc tụt tới dưới. Tôi mới có lâu lên được như đây, ông đập xuống nữa. Dạ. Rồi muốn đi kiếm vợ không? Dạ muốn chị. Cô này dễ thương lắm á nha. Nói quá một hồi là hối hận á. Khao khóc. Dạ. Sao, ngoại hình sao? Dạ em thì nếu mà từ 1m5 đến 1m9 đó là phù hợp với em. Gì rộng dữ vậy? Dạ. Khoảng cách xa vậy? Dạ tại vì thiếu mà thí dụ mà 1m5 á, khi mà hung á thì em ôm lên. Còn nếu mà 1m9 thì em đứng nhón chân cũng được. Được. Dạ. Được, ấn tượng rồi đó. Dạ. Chị. Hả? Thật ra em đăng ký thì em nói là em thích người có mùi cơ thể á. Có không? Dạ, nhưng mà anh này anh nói là mùi hôi cho nên là em phản ứng vậy thôi. Vậy là mỗi người có một cái mùi á, mùi đặc trưng của cái người đó. Tuyến mồ hôi đó chị. Mùi đàn ông thôi phải không? Nhưng mà anh này anh nói mùi hôi cho nên là em hơi... Ủa biết đâu em yêu, em thích cái mùi hôi của anh. Nhiều khi em lại ghiền cái mùi đó đó, cái đâu mà không có cái mùi đó là chết chịu không nổi luôn á trời. Thôi bây giờ là mình biểu diễn nghệ thuật đi. Làm một cái cho bên kia sợ chơi. Anh ơi, đàn đó là cô đó đàn hay là có người đệm đàn? Cô đó đàn chứ các đường làm gì biết đàn. Dạ. Dạ, hôm nay đến đây thì em cũng có chép một bài thơ. Móc bóp giám anh đưa tiền hay gì? À dạ không. Bài thơ này nó chưa có tên. Dạ. Có phải anh khờ lắm phải không? 30 tuổi đến vẫn nằm không? Sáng trưa chiều tối công với việc đi về nhà cửa cứ lạnh không? Lỡ có yêu anh em đừng sợ. Tim anh nóng rực cả mùa đông. Nếu buồn gọi anh em biết không? Có người chia sẻ tỏ nỗi lòng. 30 tuổi đến tình chưa có. Đã có chương trình chắc thành công. Thiếu câu nữa. Yêu anh em có sợ không? Dạ. Mùi hôi thoang thoảng đâu đây đó. Dạ. Phải thêm câu nữa thì mới thật. Dạ. Đúng không? Giờ vấn đề chỗ là giờ hôm nay em có được người thân gì theo không? Có anh, hôm nay em có mời mẹ của em theo. Có mẹ hả? Dạ dạ. Mẹ đó. Chào cô ạ. Xin chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Dạ. Cô nhìn thấy đối phương bên kia sao cô? Theo như mình thấy thì cô bé rất là xinh xắn. Nói chuyện cũng dễ thương. Rất là thích. Còn cảm ơn bác. Có đi với người thân không em? Dạ, em có đi với bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quý Linh. Cảm xúc của bạn nãy giờ dành cho cái anh bên kia đó, em nhận xét ảnh sao? Có lẽ là cảm xúc của em cũng như cảm xúc của người ta cũng lên lên xuống xuống. Nhưng mà em hy vọng là anh sẽ không nóng tính, bởi vì Nguyệt nó rất là nóng tính rồi. Khi mà nó nóng tính một cái là em sợ luôn. Nóng có khi nào Nguyệt đánh ai không em? Dạ, đánh thì không có đánh. Chứ mà nóng mà làm gì? Nóng thì lừa lừa mắt rồi đập bàn cái rầm cái. Em đập về chi cho đau tay rồi cho đập nha. Dạ. Bây giờ mình để anh xem thử bên đây. Nãy giờ khen đẹp lắm. Chào bạn, rồi dễ thương quá. Nhưng mà sao nóng tính vậy ta? Thì có nghĩa là em thể hiện cảm xúc nó trong sao nó vậy á. Có nghĩa là nói cái gì em cũng dồn cảm xúc vô hết thì nó như vậy thôi. Giống anh á, sáng anh đi trang vậy đó. Có gì bằng xử theo luật pháp là chứ không có gì đâu sợ. Rồi, kéo màn lên. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy nha. Chào em. Dạ, chào anh. Em cười. Hôm nay anh có mang một cái món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em coi thử đi. Dạ. Cảm ơn ạ. Thôi kệ, đeo đi, đeo cho tình cảm kéo đi. Dạ được rồi. Dễ thương quá. Anh quan niệm thế nào về cái cuộc sống hôn nhân á? Thứ nhất là phải biết hy sinh.
Thứ hai á là việc thì phải chia sẻ với nhau. Dạ. Còn em á thì em cũng nói luôn, giống như là mình đến với nhau á là mình tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Thế còn mình đi với nhau á thì mình phải chia sẻ. Cả một đoạn đường đó thì phải chia sẻ. Đó là rồi. Có gì mình phải nói cho nhau nghe, chứ đừng có giấu. Đúng. Giấu ai mà biết được đâu. Đúng. Đúng không? Dạ, anh nghĩ là cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Với lại hồi nãy em có nói về cái vụ mà tính em nóng á, em đập bàn, em đập ghế, tính anh cũng vậy luôn á. Thật ra có những lúc mà em cãi á, lúc cãi xong mà em nghĩ là mình cũng hơi sai sai đó. Nhưng mà hả, cái lúc đó mình nóng quá mà, thì nếu mà anh là người con trai mà chịu nhường nhịn một chút á, thì em cảm thấy em sai rồi, em sẽ sửa lỗi. À, chỗ đấy thì em yên tâm. Tức là anh sẽ chia đều ra, thí dụ như lúc này em nóng, lúc sau anh nóng. Dạ, cũng được. Nhưng không có chia đều. Nó nghe. Dạ vâng. À, dạ. Đứng lên nói chuyện nghe chút không? Dạ. À, đứng sao bạn? Thấy đẹp trai không? Dạ. Hồi đây tôi đứng xa đấy, nhầm của tôi à. Dạ. Đứng sát mình chút xíu nữa coi. Dạ. Không. Đúng, ok, không okay. Nổi, không nổi. Rồi, thôi, ngồi được rồi đó. Thôi bỏ cái vụ đầu đó, bỏ. Hết giờ rồi, không nút. Đó, suy nghĩ thật kỹ nha, quyết định nha, đo cảm xúc của mình đi. Lúc lên, lúc xuống, cân chia đong đếm coi cái lên nhiều hay cái xuống nhiều. Một. Hai. Muốn lấy vợ lắm rồi. Ba. Làm gì bấm nhanh như vậy? À, nôn quá hả? Em sợ cái nút nó không ăn. Dễ thương đó, bạn trai rất là dễ thương, rất có duyên, nói chơi vậy thôi. Dạ. Chứ không có gì đâu. Dạ. Không có thấy hôi gì đâu sợ. Hy vọng mọi người thì tiến xa hơn. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Và xin mời nhà gái bước ra sân khấu. Đây chị cầm cho. Rồi. Mình giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe luôn nha. Dạ. Bắt đầu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả mọi người. Em xin chào chị Nam Thư ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đậu Hữu Toàn. Em năm nay 30 tuổi. Quê của em là ở Bạc Liêu và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm bếp điểm tâm, nghĩa là làm những món điểm tâm của Hồng Kông ạ. À, mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Chào toàn thể quý vị khán giả và bạn nam ngồi bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Yến Nhi, năm nay em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên aerobic, cũng là một YouTuber. Kênh của em nói về điều gì? Dạ, kênh của em thì em làm về ẩm thực chị. À. Và các món ăn, rồi em làm về review các địa điểm ăn uống cũng như trời, các thử thách. Hợp nhau với các vậy. Thử thách trong ẩm thực. Bên kia là em nói em làm ở nhà hàng nào? Dạ, nhà hàng Bao Dâm Sâm ở Nguyễn Tri Phương ạ. À. À, bữa nào Nhi qua đó review rồi ăn thử xem. Em có sao? Tổ chức anh với Nam Thư ăn bữa không em? Dạ, điều đó chắc chắn là có. Hai bữa được không? Tùy theo khả năng của mà anh với lại chị Nam Thư. Sao khả năng? Có thể mời tụi anh ba bữa được không? Khả năng ở đây là phụ thuộc vào thời gian chứ không phải là về tài chính. À thôi vậy 4 bữa đi. Trời ơi. Nghe ăn anh khoái quá. Nhìn anh là biết rồi. Hay quá. Hỏi chi cho con bé nó chặt vậy, thiệt nhìn tình luôn à. Nhìn biết rồi. Tôi ăn cũng không có nổi nhiều lắm đâu. Mỗi bữa chừng vài chục món thôi. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai. Dạ, về ưu điểm của em là em làm bếp thì chắc chắn là em biết nấu ăn rồi. Rồi. Chuyện nhà của em thì em có thể quan sát được hết. Tốt, khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là tính của em thì hơi thẳng thắn chút xíu. Cho nên có nhiều chuyện em nói thẳng ra khiến cho mọi người cảm thấy là không lọt lỗ tai. Em mới nói anh đó. Nhiều khi mình góp ý thật quá đó. Dạ. Người ta buồn. Dạ. Giống như em nói anh là thấy là biết rồi, anh cũng hơi buồn. Với lại một cái điểm yếu của em nữa là ngày xưa em nói chuyện hơi vô duyên. Thành ra trong cái khoảng thời gian rất là lâu rồi em vẫn chưa tìm được bạn gái. Không, bây giờ em nói có duyên đó. Bây giờ là em sửa đổi được. Bây giờ Nhi, em nói về ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình nè. Em là một người rất vui vẻ, hòa đồng và rất dễ bắt chuyện để làm quen. Ngoài ra thì em cũng có khả năng về ca hát, rất là thích nấu ăn. Thành ra em mới làm về ẩm thực. Dạ. Có một cái thì em không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm, thì em ăn rất là nhiều. Vừa rồi em có làm một cái clip là ăn 20 trứng hồn vịt lộn á. Một mình em ăn được 20 cái trứng hồn vịt lộn. Dạ. Hai bạn này mà đến với nhau thì rất là hay nha.
có thể mở một nhà hàng nào đó, tự buôn bán rồi tự nấu nướng rồi tự quảng cáo luôn. Nói về quảng cáo thì chắc chắn em sẽ mời anh là đến đầu tiên để xong quán của em luôn. Vậy đó hả? Dạ. Anh tới anh ăn trước đúng không? Ăn trước luôn. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi em trai. Dạ, em đã trải qua ba mối tình. Ở trung học em có quen được một người bạn gái, đó là mối tình đầu của em. Em quen được khoảng hơn 3 năm mấy. Lý do em ngày xưa em rất là vô duyên. Mối tình thứ hai của em thì chưa được 1 năm cũng chia tay vì lý do là em vô duyên quá. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì tình gia đình bạn đó có nhiều cái điều bạn trai không đáp ứng được. Điều gì mà em không thực hiện được cho gia đình của bạn gái? Bên đạo. À. Em là người Công giáo. Bạn gái ơi. Dạ. Em có đạo không? Dạ, em là người Công giáo ạ. Hay quá. Vậy là hợp lý rồi. Nhi, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên cũng là thời còn học sinh chị. Mối tình thứ hai thì ở thời đại học. Thì mối tình nào nó cũng lâu dài là 2 năm. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Về ngoại hình thì em cao 1m65. Nên em hy vọng là anh bạn đó sẽ cao tầm 1m7 trở lên. Có đẹp trai kiểu Hàn Quốc hay là muốn cool boy, ngầu ngầu hả? Em không dám yêu cầu vậy. Nhưng mà nếu mà được vậy là quá tốt luôn á chị. Em có cái người mẫu nào về nghệ sĩ gì đó? À, em thích anh Trấn Thành. Em chỉ có một điểm chung là thích trai đẹp. Đúng rồi chị. Gặp trai đẹp có ngẩn ngơ. Trời, em kể chị nghe một lần. Hôm đó là cũng buổi sáng đi làm, bữa em đi bộ, em đi ngược chiều với lại một cái anh trai rất là cao, lai tây. Mình đang đi, mình thấy quay sang thấy anh này đang đi đối diện mặt mình, anh đẹp quá. Nhìn thì trên bậc thềm nó cao quá, em bước em bị vấp, sao em té lăn ra đó luôn. Trời đất ơi, ảnh có quay lại đợi em không? Đi luôn chị. Vậy thì rút ra mấy người đẹp trai chảnh lắm em ơi. Anh bên đây cũng style cũng Trấn Thành chứ không phải giỡn đâu mà nha. Dạ. Nếu nói so về Trấn Thành thì có nhiều điểm, rất là nhiều điểm em không bằng anh Trấn Thành. Nhưng mà anh Trấn Thành so với em thì cũng có nhiều điểm không bằng em. Đúng rồi, sao Trấn Thành không bằng em nữa? Chiều cao anh Trấn Thành chắc chắn là không bằng em rồi. À. Sống mũi cũng không cao bằng em, nấu ăn thì em không biết. Nhưng mà về cái nước da thì em cũng là manly hơn Trấn Thành. À em ơi, chị xác nhận luôn, Trấn Thành không biết nấu ăn đâu, em là bỏ xa luôn rồi đó. Ừ, để anh qua anh coi mắt đàn gái như thế nào. Em muốn như thế nào em nói cho anh nghe thử coi. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình lý tưởng của em ơi, nó bên Nhã Phương chẳng hạn. Bên Trấn Thành, bên Nhã Phương ha. Dạ em chào anh. À, em dễ thương chứ. Một cái xinh xắn dễ thương khác Nhã Phương. Dạ. Này nhã nhặn, dịu dàng ha. Dạ cảm ơn anh. Em ghét đàn ông ở cái tật xấu nào nhất? Người nếu mà lăng nhăng em không có thích. Anh ta phải biết chăm sóc bản thân mình, đừng có xòe xòa quá. Anh dạ. Này gọn gàng, sạch sẽ, khác Trấn Thành được không? Phải khác chứ sao giống ngoài trang ở Trấn Thành được anh. Này thuộc cũng loại trấn nước à. Nhưng mà có được đuông dừa như anh Thành không? Đuông, nói chung là body xuất sắc đúng không anh? Cũng hot boy lắm đó. Trời ơi, quảng cáo trời dữ vậy. Trời ơi, đàn trai cũng ngon lắm mà, đừng có giỡn. Đàn gái nhà em là hot girl rồi đó. Đàn trai cũng hot đó, ý hot boy à. Chào chị, xin chào chị. Cao. Ê, đẹp trai. Tóc tai thì kia gọn gàng. Ừ. Nấu ăn giỏi. Cô thẩm mỹ ổn ha. Dạ. Ổn. Em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là da thì trắng hoặc là nâu nâu cũng được. Ừ. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là ở cái tính cách, cách nói chuyện á, nhỏ nhẹ. Bây giờ em nghe bạn gái bên này nè, nói chuyện. Em tưởng tượng cô bên này như thế nào? Em tin ở cái nhận xét của anh Linh. Quan trọng ở cái người con gái của em là ở đôi mắt mà suy tư á, như hơi buồn buồn á. Đó là mẫu người em rất là thích. Em thích gái nhìn vô thấy mắt buồn buồn hả? Mắt ướt á. Mắt ướt hả? Ờ. Giống như chị vậy đó. Mà chị là phải tùy theo lúc á, lúc chị buồn mắt chị sẽ buồn. Ờ. Lúc chị vui mắt chị sẽ vui. Nói thư chị á, khi buồn là ngủ. Khi buồn là ngủ. Ờ. Mà hồi hộp không? Hôm qua tới với chương trình hôm nay hồi hộp không? Hồi nãy em bước lên trên đây á, em tính hỏi anh Nguyễn Linh là ở đây có máy trợ thở oxy hay không. Điều em không thích nhất ở con gái là gì? Hơi hô hô vậy hả? Cái tạo cho em một cái ấn tượng không có đẹp lắm. Ờ. Móm được không? Móm. Đừng có móm giống như bà ngoại là được. Móm là như chị nè, chị là móm nè. Chị móm là duyên đẹp. Nha. Móm duyên đó. Như là móm duyên là đẹp. Còn móm xộm nó khác. Thôi đủ rồi, nên thấy vậy là hiểu rồi. Vậy em có thể gặp được bạn bên kia chứ em nôn lắm à. Nôn lắm. Không, mình còn bước gia đình người thân nữa, từ từ bình tĩnh. À. Nhi, hôm nay em tới đây em tham gia đi với ai? Em đi với dì Út của em với hai người bạn. Dạ, chào dì Út với hai người bạn của bé Nhi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em được xin chào hai em chị dễ thương và tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Cũng thấy cái bạn bên đó thì cũng dễ thương, cởi mở. Trước mắt thì em chỉ thấy như vậy thôi, về sau thì em cũng chưa biết nhiều. Thời gian và cơ hội nếu mà được thì bé Nhi và bạn trai bên đó sẽ tìm hiểu thì em sẽ hiểu nhiều hơn. Rồi, vậy thì ý kiến của bạn thân Nhi thì thế như thế nào ạ? Chào anh chị,
Ngoại hình là ok, đẹp trai, sạch sẽ gọn gàng đó em. Tính tình thì không có vô duyên đâu, nói chuyện cũng rất là có duyên. Ẩm thực cũng hợp với em nên chị nghĩ là nếu mà hai em mà tìm hiểu là rất là thuận lợi. Rồi, cảm ơn người nhà của bé Nhi. Hôm nay em tới đây đi, em đi với ai? Dạ, hôm nay đến tham gia cùng với em thì có anh Kiệt là sếp của em ở chỗ làm. Và bạn Huy là bạn người chơi thân với em cũng rất là lâu. Và cùng với một bạn nữa. Đó, đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Bạn Toàn thì rất là chu đáo, biết quan tâm người khác. Bạn gái này rất là dễ thương, xinh xắn. Hai người rất là hợp với nhau. Cảm ơn em trai. Cổng rào sẽ mở ra. Và không gian đó là của tụi em. Mở rào. Xin chào em. Dạ, em chào anh. Hôm nay em đến đây thì cũng có món quà tặng cho em. Đây là hoa hồng, tượng trưng cho vẻ đẹp và đẳng cấp. Nên xin tặng cho em. Em cảm ơn anh. Em có thích ăn sô-cô-la không? Dạ, em cũng thích. Sô-cô-la thì có hai loại, một là loại ngọt và hai là loại đắng. Anh tặng cho em loại ngọt này. Dạ. Loại ngọt thì hầu như là ai cũng thích ăn và rất là dễ ăn. Còn loại đắng thì người nào không ăn được sẽ không ăn. Và người nào mà cảm thấy ăn quen rồi, khi mà thiếu sô-cô-la đắng rất là bồn tròn, lúc nào cũng muốn ăn. Dạ. Anh là loại thứ hai đó. Dạ. Em cảm ơn anh. Trời ơi, ảnh tinh tế quá, ảnh tặng sô-cô-la ngọt sợ. Còn ý ảnh là sô-cô-la đắng, đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Đây. Em cũng không có gì nhiều. Chuẩn bị một ca khúc tặng cho anh và hai MC và cả quý vị khán giả. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây buồn đau sẽ qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi hát lên. Lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Đêm hôm nay ta trao những phút đắm say, ta trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu. Đêm hôm nay như mơ, bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Hay quá, tài năng. Em trai, dạ. Em thấy thế nào? Em hát rất là hay. Em có thích đi phượt không? Dạ, thích anh. Em cũng có hay đi. Em đang dự định sắp tới sẽ làm những cái clip ẩm thực về miền quê á anh. Vậy thì sau này nếu như có thời gian thì em chỉ anh đàn nha. Khi mà đi phượt á, mình sẽ cùng chọn một cái địa điểm rất lý tưởng, anh đàn em hát hoặc là em đàn cho anh hát. Dạ. Công việc của em thì thời gian như thế nào trong mỗi ngày ạ? Dạ, bình thường thì em một ngày em dạy khoảng 4 tiếng. Và cái khoảng thời gian em đi dạy đó thì em dành thời gian cho việc đi review cái món ăn. Dạ, buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì em sẽ dành thời gian để em đi quay. Rồi tối về em tự edit, tự làm một mình em vậy đó. Dạ. Công việc của anh thì làm bếp mà em cũng biết đó, đi sớm và về muộn. Nhưng mà hiện tại thì anh làm cái công việc bếp này chỉ có làm ca tối thôi. Khoảng thời gian của anh làm là tầm khoảng 4 giờ chiều cho đến 10 giờ rưỡi tối. Anh nghe giọng em chắc không có nghĩ em là người miền Tây đâu hả? Đúng rồi, anh nghĩ em là người ở thành phố. Dạ, tại em bị lai. Anh cũng bị lai nè. Nhiều người nhận xét là anh giọng nói giống người Hoa. Anh biết nói tiếng Hoa hả? Biết chứ. Vậy là nửa về nói với mẹ em với thằng em em. Mẹ em, thằng em thì đang làm bên Thượng Hải, Trung Quốc á. Bên Thượng Hải. Sau này về nếu như có cơ hội anh sẽ trao đổi với gia đình em bằng tiếng Hoa. Dạ. Nếu như em muốn học thì anh cũng có thể dạy cho em. Dạ, vậy thì em dạy anh đàn, anh dạy em tiếng. Hai đứa về kết hợp hợp lắm. Bên này á, đàn gái ngồi đàn,
Dù em hát hết bài Cảm ơn tình yêu anh phải ra được món, trời ơi, quay lên review là bao hot. Mình nói về dự định là hai bạn bây giờ yêu nhau, dành thời gian với nhau thế nào, bao lâu mình sẽ tính tới cái chuyện kết hôn, rồi tài chính sau đó như thế nào. Trước đó em đi Đài Loan thì em cũng từng làm rất là nhiều nơi, và khi bên Đài Loan về thì em cũng có cái dự định là sẽ đi qua một cái nước khác để làm tiếp. Mà sau khi về đây thì được cái sự động viên từ gia đình em bây giờ thì chỉ còn lại ba và mẹ ở dưới quê thôi. Em có hai chị và hai chị đều lập gia đình hết rồi, cho nên ba em rất mong em sớm lập gia đình. Đây, cha cũng mong có cháu bồng. Hiện tại em đã có công việc ổn định rồi, cho nên nếu như có cơ hội để mà tìm hiểu một người bạn gái hết thì càng sớm càng tốt, quan trọng là hai người hợp với nhau. Bây giờ chúng ta nói một câu để kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Mình đang suy nghĩ về người đối diện thế nào. Hy vọng ngày hôm nay mình trao cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em cũng nghĩ giống anh liền luôn, nên cho mình một cơ hội. Anh là một người vui vẻ. Thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm. Còn bây giờ thì chúng ta lắng lòng lại và chuẩn bị 3, 2, 1. Rồi, nắm tay nhau. Chúc mừng hai bạn đã trở về một đội. Mình xin phép cho mình hẹn hò bắt đầu từ bây giờ. Dạ, con chào dì ạ. Con chào cô. Hôm nay thì có duyên cho nên con có thể gặp được cháu của dì. Và xin phép dì cho con và cháu của dì có thời gian để tìm hiểu với nhau. Con hứa sẽ không bao giờ làm cháu của dì cảm thấy hối tiếc về cái mối quan hệ này. Hai, thủ hôn đầu tiên sau khi bấm nút. Thủ tục này là phải bắt buộc đúng không ạ? Đúng rồi. Em rất thích thủ tục này. Xinh xinh đàng hoàng, trời, chứ nhào vô hôn liền vậy. Em rối quá. Em rối mà em rối khôn quá. Em ạ. Dạ, em nghe. Nói là thủ tục thôi chứ thực sự là anh cũng muốn điều này. Cho nên em cho anh khẽ chạm vào môi em một lần. Ê, lộn, má. Dạ. Rất là tự tin, rất là thoải mái. Thật sự mà nói thì hai đứa rất hợp với nhau đó. Chúc hai đứa sẽ sớm hạnh phúc và thông báo tin vui cho Nam Thư với Quyền Linh. Mời nhà gái. Coi thấy nhà trai nôn rồi đó nha. Thấy vỗ tay nhiều quá chắc bên nhà gái xinh lắm đó. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ mời nhà trai. Thấy chưa, nhà cái trai gì hoành tráng chưa? Cái gì mà hú dữ vậy? Ôi, nhà trai tôi hoành tráng lắm á. Nhà gái giới thiệu sơ sơ lý lịch trích ngang cho nhà trai nghe cái coi. Bây giờ mình giới thiệu một cái, mình lấy tinh thần đi em. Xin chào mọi người, chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Đặng Ngọc Xuân Lan, em 24 tuổi, hiện em là một chuyên viên trang điểm. Em thường chuyên làm tạp chí người mẫu. Em làm việc và sinh sống hiện ở Sài Gòn. Thôi, mời em trai. Dạ, xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Dạ. Chào chị Ngọc Lan, chào gia đình nhà gái, chào bạn gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Tạ Đức Phát, sinh 1995, quê quán ở Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương được 8 năm rồi. Em đang làm nhân viên văn phòng công ty gốm sứ Minh Long 1. Phát làm cụ thể là làm gì trong đó Phát? Chuyên môn của mình đó. Chào em, làm viên phòng mua hàng ạ. Chào em. Chào chị. Dễ thương quá à. Để coi, hồi nãy nói là khô thấy không? Dạ. Cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, về ưu điểm của em là một người chịu khó trong việc, rất là nhiệt tình, có trách nhiệm với mọi việc mà mình nói ra. Còn về nhược điểm thì em biết nấu ăn mà nó không có ngon. Có thể là dù như bạn nấu thì em có thể là phụ giúp các bạn. Trong đi qua ngó nghe vậy là thấy được. Được không? Được. Được ha. Phần hình là được rồi đó. Được ha. Giờ đi về. Để tôi coi nhà gái coi sao mà qua mà coi tôi sao. Trời ơi, ta tự tin, ta mới đi qua bên kia, ta kiểm tra chứ bộ. Được. Đó, thấy không? Chào, chào cô gái xinh đẹp. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì em là người thích độc lập. Rồi, tốt, đây là một cái điểm cộng. Nấu ăn được không? Em biết nhưng mà không giỏi. Nấu được mấy món? Như em nấu canh rau, canh canh cà chua trứng. Canh cái gì? Canh cà. Cà chua trứng. Chua trứng. À, cà chua canh trứng. Canh mây đó. Đổ cà, đổ mây, mà đổ trứng canh vô thành viên. Mây. Canh kim chi. Kim chi thịt heo. Hay là thịt ram, những món xào. Thôi được rồi. Có kim chi ăn là ngon rồi nha. Có tật xấu gì không nhà gái?
có chuyện gì xảy ra mà nó không được ý như ý mình mong đợi á, thì thường em sẽ rất là cảm thấy khó chịu lắm, tạo áp lực cho mình rất là lớn, mình rất là dễ bị cộng. Thường mình trút cái tức giận không hài lòng nó vô ai? Em sẽ nhốt mình đó. Thôi. Nhốt mình ha. Vậy là dễ tự kỷ lắm. Chứ có nào trút vô người đối diện không? Thường rất là khó, là bạn em thường nó chơi với em thì thường nói em tính em khá hướng nội. Được đó, tôi thấy rằng hai cái tính tình này có lẽ là cũng hài hòa với nhau. Nhà trai nói chút xíu đường tình duyên cho nhà gái biết đi. Con cũng trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là mối tình thời cấp 3. Thì mối tình thứ hai thì sau khi học đại học thì hai bạn em và bạn đó có quen thì khoảng hơn một năm. Rồi gia đình bạn gái thì có bắt rễ. Phía gia đình em thì không chịu. Dạ, kêu cứ ở chỗ nào mà điều kiện thuận lợi tốt thì ở. Chia tay vậy cũng buồn quá ha. Quen nhau mấy năm mà chia tay vì vụ đó? Dạ, con quen hơn một năm ạ. Bây giờ cái quan điểm cũng dễ rồi, ở rễ ở đâu cũng được. Quan trọng là ở đó mình có khả năng để phát triển kinh tế là tốt. Chú nghĩ rằng cũng tiến bộ rồi. Dạ đúng rồi. Nếu lần này mà bên nhà gái bắt ở rễ thì con tính sao? Dạ thì trước mắt là hai bạn sẽ nói chuyện. Thì nếu mà chỗ nào mà hai bạn phát triển được về về kinh tế thì hai bạn sẽ quyết định là ở đó. Còn nếu nhà con không chịu bắt rễ thì chú sẽ tới đích thân tôi ngay chú gặp ba mẹ con để xin cho con được ở rễ. Nếu dạ. Như ở nhà gái có đầy đủ điều kiện, đúng không? Dạ, cho tôi tóc quá. Được không? Dạ được. Ủa mà cái chuyện đó nó xảy ra lâu chưa? Dạ 2017 rồi. Là nay 4 năm rồi. 4 năm rồi, lúc đó nó còn trẻ. Bây giờ là lòng dạ của mình là sạch sẽ chưa? Tại gì vậy? Tại gì vậy? Tức là tình cảm của mình đó là nó đã qua chưa, nó đã sạch sẽ chưa để mình đón nhận cái mối tình mới. Người ta hỏi tình cảm của giờ sao chứ ai nói lòng dạ sạch sẽ chưa? Làm như đi mua cháo lòng vậy đó. Thôi quê quá đi về. Trời đất ơi, bà mối này riết rồi. Nhà gái sao nói cho nhà trai biết thôi. Hơi quê cho nên bây giờ em tự nói đi. Em trải qua 3 mối tình. 2 mối tình là hết thời đi học rồi. Thì nó rất là dễ thương, nó kiểu tình yêu gấu bông thôi. Mối tình thứ 3 mới quan trọng nè, lâu không? Lúc mà em học năm nhất thì em có quen anh. Cũng mới năm nhất nên là mình còn ngây thơ lắm, mình còn trẻ con lắm. Nên là khi quen thì mình cảm thấy là mình không có hiểu. Có nhiều thứ bất đồng về cuộc sống, quan điểm. Tại vì anh ấy đã đi làm rồi, nên là có nhiều thứ phải lo lắng. Rồi, bây giờ nhà trai hỏi nhà gái nè. Mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Em thích một người hài hước và vui vẻ. Bạn có thể chơi thể thao, có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, vẽ vời. Hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình. Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình. Hay ha. Nếu mà họ có thể chăm sóc tốt và yêu thương bản thân mình thì họ mới có thể chăm sóc tốt và yêu thương những người bên cạnh mình. Bạn khiêm tốn mà. Nhà gái rất là thông minh ha. Mình đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái đưa ra vậy? Con thì chắc nó trên 99% rồi. Trên 99% rồi nha. Bây giờ nè, mình muốn như thế nào mình nói coi bà mối bà còn coi giống bên mình không? Em muốn bạn gái rất là lanh lợi. Muốn bạn đó nhanh nhẹn sau này, dù như là mình về kinh doanh buôn bán gì chẳng hạn thì bạn sẽ phụ giúp được mình. Em muốn mở một cửa hàng sữa. Sữa sao thích bán sữa? Dạ thì tại vì em nghĩ tới bây giờ nhu cầu của mọi người trong mọi giới tuổi thì người ta vẫn cần nhu cầu chăm sóc cái khả năng sức khỏe của mình. Có chiến lược. Dạ. Nó nghe là bây giờ thích hình mẫu con gái là ốm hay mập? Dạ thích bạn ốm thôi. Dư ốm luôn á. Nó nghe nè, thích con trai mũi cao hay mũi thấp? Mũi cao. Đó bên đây dư cao luôn. Cao. Cao quá trời cao. Rồi. Mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Rồi coi coi sao hai cho hai đứa trẻ gặp mặt đi ha. Bên đây em đi với ai bé? Em hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em. Có mẹ theo nữa. Mình là mẹ của Xuân Lan. Dạ. Đến chương trình mẹ cũng cảm ơn chương trình và ông Mai bà Mói. Thấy dễ dạ. Tương lai thì sao? Thấy thì cũng được mà hai đứa đều nhỏ hết. Nhỏ xíu. Từ nó lớn. Giờ nó phát triển nhanh lắm. Một vài năm mà gọi là nấu ăn ngon, nuôi ngon là lớn ngon lắm. Hỏi bên nhà gái có bắt rễ không? Ở đâu có phương tiện mà ăn ổn định thì mình phải chấp nhận. Hay quá. Được phải không? Được đó. Đó. Đúng thời điểm rồi đó. Đúng người, đúng thời điểm. Còn con đi với ai? Dạ con đi với gia đình con, anh và sếp con ạ. Rồi.
Nào mời nhà trai. Xin chào ông Mai là anh Quyền Linh và bà mối là chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em là tên Huy, là anh thứ năm của Phát. Dạ. Phát thì tính rất là chịu khó, thật thà, siêng năng, rất là cô hiếu, với sống thì có trách nhiệm với những người xung quanh. Cũng mong cho gia đình nhà gái cũng như gia đình nhà trai cũng như hai bạn sau chương trình này thì hãy cho nhau một cái cơ hội để đi đến xa hơn. Anh Năm thấy em bé bên nhà em thế nào anh Năm? Dạ, em bé thì nhìn tuy nhỏ chứ mà rất là dễ thương, lanh lợi, có cái tính là tự lập rất là cao, cho nên rất là ok. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, kính chào Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Bây giờ mình là quản lý trực tiếp của bạn Phát. Thì chúc em kiếm được một nửa tình yêu của mình. Thì anh thấy bên bạn gái thì cũng rất là ok. Anh mong thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội. Cảm ơn. Rồi, chuẩn bị mở rào nha. Mở rào. Chào Lan, hôm nay mình đến chương trình cũng có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Em có một món quà muốn gửi cho anh. Cảm ơn. Đó là một cuốn sách ạ, thông điệp của nước ạ. Anh có thích đọc sách không? Anh cũng có hay đọc lắm. Dạ, nhà gái tặng cho nhà trai một quyển sách thông điệp của nước. Dạ, về đọc đi cho biết nó cái thông điệp nó là gì. Nhà trai tặng bó hoa, thông điệp của hoa. Dạ, thì em thấy bạn là một người đẹp hơn những cái gì mà bó hoa của mình nè. Trời ơi, quá trời khéo miệng rồi. Hả, còn nữa hả? Dạ, thì mình có thêm một cái quà là một cái ly nước. Để khi nào mà em thấy khát nước thì em có thể nhớ tới mình. Dạ. Ủa, đẹp quá. Dạ, em cảm ơn. Dạ, tới đây cháu cũng... Cháu đứng nữa con. Dạ, cháu đang ngưỡng mộ chú á. Nên cháu cũng mong có một ngày đến đây thì cũng tặng chú một cái ly để chú dùng nước ạ. Cảm ơn con, trời dạ. Ơi, thiệt nó chu đáo sợ luôn. Dạ, em cũng xin phép tặng chị ạ. Làm như quên nó. Dạ. Chị rất là cảm ơn em có biết là chị là một cái người rất là đam mê sưu tầm về tất cả các ly, các bình, nói chung là tất cả mọi cái mà để đựng nước, để uống. Nên rất là thích. Bây giờ á, đứng lên hát bài tặng bạn gái coi. Đó, mạnh mẽ lên nào. Rồi, nào. Em xin phép hát một đoạn trong bài Vì Yêu ạ. Cố lên nào, cố lên, cố lên. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi tay yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn cũng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng, sóng tố rết mưa sao chưa rết nỗi buồn. Và gái đáp lại liền luôn. Em sẽ hát một bài hát của Văn Mai Hương, đó là 1.200 năm. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen, hy vọng tan theo ánh dương chiều. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu, cho tàn nhớ lên ánh bình minh. Rồi, về chỗ ngồi đi. Rồi, bây giờ hãy nói chuyện nhau đi, thoải mái chưa nào. Em muốn người bạn trai của em như thế nào? Là một người bạn trai thì em mong là họ ở bên cạnh mình, có thể là giúp đỡ sát cánh với mình những cái lúc khó khăn hay là hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng cảm và có lòng trắc ẩn. Em cảm thấy mà hợp thì khoảng bao lâu thì em có thể xác định cho hôn nhân của mình? Hôn nhân thì em chưa có nghĩ tới, nhưng mà nếu mà thực sự có những cái tiếng nói chung có thể đi xa với nhau thì cái chuyện đó có thể tính. Anh có phải là một người hài hước và vui vẻ không? Anh bình thường ở ngoài rất là nói chung là làm cho mọi người đó, cười rất nhiều. Nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình đó, thì cũng không có được tự nhiên thể hiện mình. Rồi bây giờ hai đứa cưới nhau là thích đẻ mấy đứa con?
Nói đi quan điểm của mọi người. Dạ theo con thì khoảng là ba, mình là ba là đủ. Thì con cái thì do con của ông trời cho mình thôi. Em thấy hai là đủ. Nói chung là cũng không biết được cái chuyện tính. Mình tính thì không bằng trời tính. Bây giờ có một chuyện vậy nè, đứa ở Bình Dương, đứa đang ở Sài Gòn đúng không? Dạ, nhưng mà em đang ở Tây Ninh. Về địa lý là nó hơi xa nhau đó. Rồi giờ ví dụ mà tìm hiểu nhau rồi sao mà tìm hiểu nó xa xôi vậy, rồi tính sao? Dạ, hai tuần em sẽ về thăm gia đình bạn gái. Chưa hai tuần, nếu ta thương quá tuần. Nếu mà thương quá ta ở dọn vợ luôn. Có ai bà con quen gì ở Tây Ninh không? Vợ dạy đâu có. Vợ dạy đâu có. Đấy là đối với em thì khoảng cách không xa, nếu chúng ta xem là xem nhau là tất cả. Đó, cái này vui nè, đó đó, giờ bây giờ bắt đầu thể hiện tài năng rồi đó. Từ từ nói vậy. Đó. Mình đưa ra quyết định thôi. Dạ. Ok. Dạ. Dạ thì trước khi bấm nút, mình có một món quà tặng cho em bất ngờ. Thì mong em nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Thấy nhà trai ga lăng chưa? Chúng mình lên đại chỗ lấy chứ con, lấy gì lấy. Nhà trai có nhiều cái bất ngờ quá. Fan. Wow. Mở mắt ra nào. Anh có món quà thì mong em mở cái sợi dây thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh trong đó. Cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ. Đọc chữ ra gì đó, đọc chữ trên cái bong bóng kìa, có chữ đó. Nhân gian rắc rối bộn bề, thôi em bỏ hết trở về bên anh. Trời ơi, trời ơi. Đây nè, cái dòng này mới quan trọng nè, để cao lên, rồi đọc đi. Anh đọc đi anh. Vợ yêu ơi, anh đợi em 26 năm bánh chưng này. Em cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương. Chương trình cũng đến đây cũng tạo cho mình một cái duyên, thì mình sẽ trao nhau cơ hội để có mang đến cái nợ cho mình. Rồi về ghế ngồi, cảm xúc bây giờ con anh cũng có món quà nho nhỏ. Dạ. Xin gửi tặng em. Anh cho anh xin phép được đeo em. À dạ. Trời ơi. Quỳ xuống cái là rối luôn đó. Đã tay. Cảm giác thế nào? Rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ là có một người sẽ chuẩn bị rất là nhiều quà cho mình như vậy. Rất là cảm động. Ok, rồi về ghế ngồi đi, chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục thôi. The Great Wave Toshiba. Chúng ta lắng lòng mình lại, cảm xúc thế nào chúng ta làm theo con tim lúc đó. Bấm với không là quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3. Nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mẹ tương lai ngồi đó đó. Dạ. Mình nói xin phép bác và cho tụi con quen nhau. Dạ. Con xin phép bác, con xin phép được quen em Lan. Còn nếu được sẽ tiến đến lâu dài và hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em Lan ạ. Rồi, mong rằng hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa nhỏ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn chú. Tuyệt vời lắm nha.